Hi, xin chào tất cả các bạn thân mến nha. Hôm nay xà lan mình bơm dầu chuyến đầu năm các bạn, cho nên mình làm một cái clip review cho các bạn xem ủng hộ cho mình cho vui nha. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả các bạn cùng nghề trong nước tàu thuyền cũng như ngoài nghề nhé. Thì ở đây là một cái chiếc ghe dầu. Trên ghe này có trang bị một cái bồn dầu các bạn. Bồn dầu này thì mình có hỏi thăm chỗ ông chú thì ông nói bơm này là khoảng hơn 5.000 lít nha các bạn. Ở đây thì được gọi là sông Tiền nè các bạn. Nó gần với mỏ cát Chỉnh Sương. Đây là một cái bồn dầu nè các bạn. Trên bồn dầu thì trên ghe dầu thì có mỗi trang bị một cái máy dầu được liên kết với một cái bơm dầu đó các bạn. Và ở đây là một cái số để tính cái tỷ lệ dầu của các bạn. Ở ngoài sông thì hiện tại cũng có một anh ghe cào cá đó các bạn. Và xa xa thì có một chiếc xà lan chở cát kiểu dáng một viên đang chạy về hướng của Tân Châu các bạn. Còn phía trước màn hình của chúng ta thì có một số tàu lớn các bạn, kiểu dáng giống như tàu buôn vậy, chở cát cam về tập kết ở ngay trước mặt chúng ta đó các bạn. Còn ở phía trước màn hình xa xa thì có một cặp ghe gỗ khá là to đang neo đậu đó các bạn. Hiện tại thì người ta qua đầu năm rồi mà người ta chưa có chức hành đi chở hàng các bạn này. Thì hôm nay mình bơm dầu ở đây là 1.000 lít nha các bạn. Và cái giá dầu hiện tại là 13.000 các bạn này. Còn ở phía trước mỗi xà lan của mình thì có một cái bãi sàng lọc cắt chấm cái chạm các bạn. Và hiện tại có một chiếc xà lan nổi cũng đang neo đậu ở ngay bãi các bạn này. Trước màn hình chúng ta cũng có một mỏ cát. Ở đó cũng được gọi là mỏ cát của Tân Châu đó các bạn. Chúng ta đi về bên hướng tay trái của màn hình thì thẳng ở đây thì được gọi là mỏ cát của Vĩnh Sương nè các bạn. Ngoài sau này cũng có một chiếc bò bo đang chạy xuống các bạn. Đây là ống dầu mình đã được liên kết với bồn dầu rồi các bạn, đang bơm. Giờ mình xuống kiểm tra xem coi dầu bơm mình tới đâu rồi các bạn nè. Dầu bơm lên cũng được gần thề bồn rồi các bạn. Là dầu xong rồi đó các bạn, ông chú đã tắt máy bơm dầu rồi. Thì dầu mình cũng bơm xong rồi đó các bạn, đủ 1.000 lít rồi. Giờ ông chú đang cúng cái dầu chuẩn bị chạy cái dầu về chạm xăng dầu của các bạn nè. Còn dao đâu nữa không chú? Còn dao đâu nữa không hay là về chạm xăng dầu? Dạ. Ấy đi rồi, tiền chút nữa con chuyển khoản. Dạ dạ. Mình bơm dầu thì chỉ chuyển khoản chứ không trả tiền mặt các bạn. Con chờ chú nãy giờ chứ con tính lâu quá con chạy lên mỏ cát cái chỉnh này con nằm tại cái này. Để chờ ông ráng chờ ông nè. Chiếc ghe này là kiểu dáng ghe mũi trà rơm nha các bạn.
Còn kiểu dáng ghe mũi chài á, thì cái mũi bề ngang nó sẽ bự các bạn, nó lớn ra. Trạm xăng dầu này là của chị xăng Kim Em nha các bạn, nằm ở Tân Châu, thị xã Tân Châu. Ở ngoài sông thì có một chiếc xà lan chở cát kiểu dáng một cabin đang chạy hướng về Tân Châu đó các bạn. Hiện tại thì nước ở đây là nước ròng nè các bạn, bởi vậy nó sẽ chảy về bên chết tay phải xuống Tân Châu, còn bên chết tay trái chúng ta là về Vĩnh Sương nha các bạn. Và nước mùa này thì cũng là nước lớn nước rộng rồi các bạn, không còn mùa nước nổi nước đổ nữa, nên nước nó cũng màu trong xanh. Xà lan mình đậu đây cặp với chiếc xà lan với em chơi và đi chợ các bạn. Và bây giờ nhiệm vụ mình thì để máy chạy xà lan về một cát Chính Sương để nằm chờ tài nhận cá các bạn nè. Giờ mình mở quanh dầu lên, phá dầu, sau đó thì bật chìa khóa đề các bạn nè. Giờ thì mình mới về xà lan chạy các bạn ơi. Anh đi nghe lắm. Anh lên chảnh rồi nằm tài cái. Vũ lên giùm anh đấy. Giờ mình sẽ cho tàu chạy ra, mà mình có vừa cầm máy quay vừa mình chạy mỗi giây nữa các bạn. Vậy clip video của mình đến đây xin kết thúc tạm dừng. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem ủng hộ cho mình nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại sau nha.